Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiến hành làm lúc cá hồi cho con nhà mình. Nên mình sẽ chia sẻ cách làm lúc cá hồi cho mọi người cùng tham khảo nhé. Nguyên liệu của mình chuẩn bị thì bao gồm cá hồi tươi mọi người nhé. Bởi vì mình chuẩn bị cho hai bé nhà mình nên số lượng hơi nhiều. Mọi người có thể dùng ít hơn. Cá hồi thì mọi người có thể mua ở siêu thị và các cửa hàng thực phẩm sạch. Sữa tươi, hành tím và gừng. Mục đích của sữa tươi là để mình khử sạch chất tanh của cá. Và sau khi mình hấp lên thì cá nó sẽ giữ được mùi thơm và ngon hơn. Đấy. Sau đây mình sẽ tiến hành làm luôn mọi người nhé. Mình sẽ đổ sữa tươi vào. Ngâm sữa tươi vào khoảng 20 đến 30 phút mọi người nhé. Trong thời gian ngâm sữa tươi thì thỉnh thoảng mọi người nhớ đảo cái bề mặt của cá lên cho nó ngấm đều. Sau khi thời gian mình ngâm khoảng 30 phút thì mọi người vớt ra, không cần phải rửa lại bằng nước lạnh đâu mọi người nhé. Đấy, như thế thì nó sẽ thơm thịt. Trong lúc chờ đợi cá ngâm sữa tươi để khử tanh thì mình sẽ thái hành. Đây là cá sau khi mình đã gỡ bỏ hành, gừng, da và xương. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho một chút nước mắm. Nước mắm thì mình sẽ sử dụng nước mắm khúc. Nước mắm khúc một ít. Đấy, cho nó vì nó đậm đà. Mình không cho muối bởi vì bé mình còn nhỏ, dưới 1 tuổi nên mình sẽ không cho muối vào, không cho gia vị gì. Nếu như bé nhà bạn nào lớn tuổi hơn thì có thể cho gia vị vừa đủ và giúp bé ăn ngon miệng hơn nhé. Sau khi mình đã ướp được khoảng 15 phút, bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ vào cối để giã thịt ra nhé. Mình không dùng máy xay bởi vì là thịt cá này nó tương đối là mềm rồi. Mình sẽ giã tay bằng cối. Theo mình thì giã bằng cối thịt nó cũng sẽ
ăn cảm giác là ngon hơn khi dùng máy xay. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho vào chảo, bắc lên bếp và sấy thịt cá lên, đảo thịt cá lên cho nó khô thịt và xoăn thịt lại. Cùng là mình cho cá vào chảo không dính, bắc lên bếp xào với lửa vừa 10 phút. Sau đó hạ thấp lửa, tiếp tục đảo liền tay cho đến khi cá khô tơi là tắt bếp. Đấy. Sau khi ruốc cá hồi nguội hoàn toàn thì mình mới cho vào mắc đậy kín để dành cho bé ăn dần nhé. Ruốc cá hồi thì có thể đem nấu cháo hoặc cho bé ăn cùng cơm đều được. Đây là thành phẩm ruốc cá hồi mà mình đã làm xong mọi người nhé. Với ruốc cá hồi thì mình không nên rang kỹ quá, sẽ làm cho ruốc bị khô, mất chất ngọt, sẽ kém ngon. Ruốc đã nguội thì các bạn hãy đem cất vào trong hộp kín đáo, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ăn dần. Món này được các bé rất là yêu thích. Buổi làm ruốc cá hồi của mình đến đây đã kết thúc. Hy vọng clip này mình làm sẽ hữu ích cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người hãy đăng ký kênh và chia sẻ video để mình có động lực làm clip mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah!